Xin chào quý vị và các bạn, trở lại chúng ta đây là dòng máy oxy, trên dòng máy oxy là Aco 906 nè. Đây cái model là 906. Thì cái máy này là nó 80W nha, 80W. Và mình đang test thực tế trước khi gửi cho khách hàng. Tất cả các mặt hàng khi mình gửi đi thì mình phải test thực tế xem có nó chạy như thế nào. Thì bây giờ chúng ta xem là đầu chia 8 nha. Đầu chia 8. Và đây là cái lượng oxy mà nó tạo ra, các bạn thấy không? Đây cái lượng oxy mà nó tạo ra cực kỳ lớn luôn. Đấy, 8 đầu chia nha. Có 8 đầu chia. Và cái lượng oxy nó chảy cực kỳ lớn. Ở trong quá trình chúng ta nuôi tôm, nuôi cá hoặc là chúng ta chạy trong các cái bể tạo oxy để mà chúng ta nuôi những con cá kiện á, thì chúng ta dùng cái máy này rất là tốt. Hoặc là chúng ta buôn bán cá ngoài chợ thì chúng ta dùng cái máy này thì quá ok rồi. Đấy, thì sản phẩm của mình á, trước khi gửi đi mình đều test rồi mình sẽ gửi cho khách hàng. Thì giờ chúng ta xem cái lượng điện tiêu thụ nè. Hiện giờ mình đang gắn cái đồng hồ đo nè, điện áp là 229V và cái lượng điện tiêu thụ là 51W nè. Đây chúng ta nhìn thấy cái dòng này nè, đây khoảng 51W. Còn công suất thực tế của nhà sản xuất ghi đây, mình dừng lại cho chúng ta xem là công suất của nhà sản xuất ghi là 80W. Đây là công suất của máy nha, còn thực tế tiêu thụ điện giống như hôm nãy chúng ta xem là khoảng 50-51W. Máy thì được thiết kế với cái hệ thống nhôm, cái dạng những cái đường răng như thế này, tản nhiệt rất là tốt nha. Và ở dưới này là có cái chân bằng cao su, cho nên chúng ta thấy là nó chạy cực kỳ êm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại để chúng ta xem lại một lần nữa nha. Mình nhắc lại là đây là cái máy thổi oxy dùng điện 220V, cái model đó là 006 nha, Aco 006. Mình có cung cấp tất cả các dòng máy thổi oxy trên thị trường. Chúng ta cần thiết có liên hệ trực tiếp số điện thoại để mình test thực tế trước khi gửi khách nha. Rồi cảm ơn các bạn, nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại đi, mình sẽ cung cấp cho chúng ta dòng 220V, dòng 12V. Vâng. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.